that seedling in the ground, watch it grow, hear its song. Four white roots will grow and grow, people on it soon will know. When the eagle calls, when the eagle cries, don't turn away, don't run and hide. When the eagle calls, when the eagle cries, join hands as one, hold your head up high. Prophecy, weapons of war beneath the tree, a message of peace prevails over all, and the great white pine hears the eagle's call. When the eagle calls, when the eagle calls, when the eagle cries, đã quay trở lại với lại kênh giới thiệu các sản phẩm cầm tay Walkman của One Second Click By. Tôi là Hoàng, tôi là người chơi đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam. Và hôm nay tôi làm video này để giới thiệu đến các bạn một sản phẩm. Đó là chiếc Walkman MD có mã là Sony MZR70 màu xanh. Thì vừa rồi các bạn đã nghe cái chức năng phát của cái model này. Thì bây giờ cái model này nó có những gì và nó có những cái thông tin gì. Thì mời các bạn theo dõi tiếp video nhé. Rồi, đây là chiếc Walkman được Sony phát hành vào năm 2000. Sản phẩm này nó có 4 màu. Màu bạc, màu trắng, màu xanh và màu đen. Trên tay tôi đây là chiếc màu xanh. Nó có kích thước hình học như sau. Chiều dài của máy là 81mm, chiều rộng là 74mm và bề dài này là 26.2. Vì sao chiếc máy này nó dài như thế? Bởi vì cái mặt sau này nè, nó sử dụng một pin, viên pin AA nha. Cho nên nó dẫn đến cái kích thước của nó là nó dài ngay chỗ cái khu vực bố trí cái viên pin này. Đó, nó có một cái phần nhô ra để bố trí cái viên pin AA. Nhìn rất là ngộ. Cũng có thể theo từng quan điểm, có người nói đây là nó xấu. Nhưng theo mình thì nhìn cái chiếc MD này nó ngộ và nó rất là dễ thương. Nó đẹp chứ không xấu ha. Nó có một phần nhô ra. Thường thì các cái máy khác thì cũng làm pin NIMH. Thì chiếc máy nó dẹp và nó nhẹ,
nhưng mà chiếc này là nó do cái viên pin AA này cho nên là nó hơi dài. Rồi tiếp theo chiếc này rất tiếc là tôi chỉ có cái thân chính không, nó không có phụ kiện. Thì nếu có phụ kiện thì nó bao gồm một cái khiển và một cái tai nghe đi kèm theo cái bộ sản phẩm này. Thì tôi giới thiệu sản phẩm này nó có cái gì. Các bạn nhìn mặt trước, ở đây nó có một cái màn hình hiển thị. Bên tay phải này nó có một cái logo màu đen của Minidisc ha. Phía dưới đây là nút menu thực hiện các chức năng. Đây là nút Enter là chọn. Đây là nút Exit và đây là nút Rest. Phía dưới này là có nút Volume, tăng âm lượng, giảm âm lượng. Ở đây là tạm dừng. Cái nút tròn này bố trí là nét bài bên tay phải, lùi bài bên tay trái, play phía trên và tạm stop ở dưới. Bên tay trái là nó Sony nó thực hiện in cái logo, nó có chữ Walkman. Và sản phẩm này nó là digital megabass ha, nó có chức năng digital kỹ thuật số và megabass. Và về chức năng thì máy này nó có chức năng phát và chức năng ghi. Tuy nhiên, tôi chỉ thực hiện chức năng phát, chức năng ghi nếu có khách hàng yêu cầu thì tôi mới thực hiện, bởi vì tôi có rất là nhiều sản phẩm. Tôi không thể thực hiện hết được các chức năng ghi. Tất cả chức năng phát tôi đều kiểm tra rất là kỹ ha. Rồi, đó là mặt trước. Mặt bên hông bên tay phải, đây là cổng cắm tai nghe và điều khiển từ xa. Tiếp tục đây là một cổng cắm tai nghe nữa. Vậy là chiếc máy này có đến hai cổng cắm tai nghe. Đây là một cái vị trí để cắm line in, cắm đưa dữ liệu vào và ghi âm. Đây là vị trí cắm mic dây ha. Rồi, đây là vị trí đặt pin tiểu, thì mình cũng hướng dẫn cho các bạn nè cách mở và lắp pin nè. Cái máy này sử dụng pin AA nha, sử dụng duy nhất một loại pin AA. Nắp này ở từ phía trên đẩy xuống và nếu mình mở ra, mình lấy cái ngón tay mình đè và mình kéo ra, rồi mình lật ra ha. Rồi mình thực hiện lại từ trên đè xuống và lấy ngón tay kéo cái này ra và lật cái nắp pin ra, bỏ pin theo hướng dẫn của nhà sản xuất ha. Rồi đó là phần bỏ pin. Rồi mặt sau máy có cái gì? Mặt sau máy có thông tin của nhà sản xuất và ở đây có nút Rest On F và ở đây có nút Home ha. Bên tay trái của máy thì nó có một nút T mắt và một nút Open là mở máy bỏ đĩa. Bấm bấm vào thì đĩa nó sẽ phóng ra. Đây. Rồi, mặt trên máy thì không có gì. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Thì vừa rồi mình đã giới thiệu các bạn một chiếc Sony Walkman MD đến từ phát hành từ hãng Sony, phát hành năm 2000. Chiếc Sony nó có mã là Sony MZR70 và bộ phát hành của Sony model này là có 4 màu: xanh, đen, trắng và bạc. Thì đây là chiếc màu xanh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Xin chào và tạm biệt các bạn.